Nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, ngay khi thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ và chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, sáng nay 28 tháng 7, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng đại diện các đơn vị tổ chức chương trình Triệu bữa cơm Hà Nội tình nghĩa đã trao 470 gói thực phẩm, mỗi suất gồm 10 kg gạo, một thùng mì tôm trị giá 82 triệu đồng cho 470 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị dài ngày tại Bệnh viện Thận Hà Nội. Trung Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với nhóm Thần tốc Hà Nội gồm nghệ sĩ Trẻ Mi, MC Thảo Vân, phóng viên VTV3 Thu Hương triển khai chương trình Triệu bữa cơm Hà Nội nghĩa tình từ ngày 24 tháng 7 đến hết ngày 7 tháng 8 năm 2021. Chương trình sẽ trao bữa cơm cho những người nghèo, người lao động tự do, công nhân bị mất việc làm, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội. Mỗi suất ăn là 25.000 đồng. Dự kiến trung bình mỗi ngày từ 500 đến 600 suất và tùy theo tình hình thực tế có thể tăng suất hàng ngày hoặc trao các gói thực phẩm cho một số người khó khăn có điều kiện tự nấu ăn. Thời gian trao từ 24 tháng 7 đến hết thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 tại Hà Nội.